Alo alo, hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Không biết là bây giờ có nhiều anh em sở hữu được GD chưa nhỉ? Theo tôi thấy trên group mấy ngày nay thì có lẽ là có nhiều anh em sở hữu được rồi đấy. Cơ mà mấy ông lại bảo nó khó chơi nên là không biết phải build như thế nào mới chuẩn. Ok, thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách build nhân vật GD theo hướng là DPS nha. Thì bởi vì ngoài DPS ra nó còn làm được cái gì nữa đâu. Build support thì hơi phí. Và trong video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách build theo hướng đó là Hydro DPS build. Chủ yếu thiên về sát thương nguyên tố. Khác với mọi khi một chút, những video trước mình thường liệt kê hết danh sách những thánh di vật và hết danh sách vũ khí ra để anh em tùy ý lựa chọn. Còn ở nhân vật GD này, mình sẽ ghép luôn vũ khí nào đi với thánh di vật nào, cho nên anh em lưu ý nha. Combo đầu tiên, anh em dùng cho mình cung Amod 5 sao và set thánh di vật kỵ sĩ đạo nhuốm máu. Về cái cung Amod, nó sẽ tăng 18% đòn tấn công thường và bắn trúng mục tiêu, và cộng dồn lên 12% khi mà mũi tên bay được 0.1 giây, cộng dồn tối đa 5 lần. Còn với bộ set di vật kỵ sĩ đạo nhuốm máu, với bộ 2 món, sát thương vật lý tạo thành sẽ tăng lên 25%. Với bộ 4 món, sau 10 giây khi mà tiêu diệt kẻ địch, khi thi triển trọng kích sẽ không gây tiêu hao thể lực, và sát thương tạo thành sẽ tăng lên thêm 50%. Combo hai loại vũ khí và thánh di vật này chủ yếu thiên về sát thương vật lý, cho nên anh em chọn chỉ số chính là tấn công, tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích. Dòng chỉ số phụ anh em cũng chọn tương tự cho mình. Combo thứ hai, anh em có thể sử dụng được cung reset hoặc là cánh thiên không. Lưu ý cánh thiên không là vũ khí 5 sao nên hơi khó để tìm kiếm. Ok, về chỉ số của cung reset, nó sẽ tăng 40% sát thương của đòn tấn công thường, nhưng khi bắn trúng kẻ địch sát thương giảm đi 10%. Còn với cánh thiên không, nó sẽ tăng thêm 20% sát thương bạo kích, tăng thêm 60% cơ hội gây ra đòn tấn công nguyên tố, và còn tăng thêm 125% sát thương vật lý thông thường, sau mỗi 4 giây sẽ thi triển một lần. Hai loại vũ khí này anh em có thể kết hợp cùng với thánh di vật đoàn hát lang thang đại lục. Với các dòng chỉ số chính lần lượt là tỷ lệ tấn công, sát thương nguyên tố thủy và tỷ lệ bạo kích. Ở bộ này khi có đủ bộ 2 món sẽ tăng thêm 80 điểm tinh thông nguyên tố, và khi có đủ 4 món, nhân vật được trang bị bộ 4 món sẽ tăng thêm 35% sát thương tạo thành. Ok, và còn đến với combo cuối cùng, anh em có thể sử dụng cung tuyệt huyền. Với nội tại, anh em có thể tăng thêm 24% sát thương nguyên tố tạo thành, và nếu như tiên lượng lên đến hạng 5 sẽ tăng thành 40%. Đi cùng với cung tuyệt huyền là nghi thức tông thất cổ. Với nội tại tăng thêm 20% sát thương kỹ năng nộ tạo thành với bộ 2 món, và khi đeo 4 món, sát thương vẫn là 20% nhưng lần này có hiệu quả cho toàn đội. Với các dòng chỉ số chính, anh em lấy cho mình đó là phần trăm tấn công, tăng sát thương nguyên tố thủy và tăng tỷ lệ bạo kích. Với GD thì vẫn chưa có nhiều thông tin lắm nên mình không thể nào mà chọn tổ hợp đội tùy ý được, nên là mong anh em thông cảm nha. Video đến đây hết rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu như thấy hữu ích, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.